trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia trong chỉ đạo các nhóm giải pháp thì có ý tưởng hoạt động một phong trào báo chí viết về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cấu ngành nông nghiệp mà hôm nay biểu hiện bằng tuổi chúng ta ra mắt phát động phong trào này. Chúng tôi tin tưởng với một cái sự đồng lòng chung, với một cái sự quyết tâm của chính phủ, đặc biệt đồng chí trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia, với những cái thành quả vừa qua chúng ta làm được, nhất là mối gắn bó, giúp đỡ, chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan truyền thông, tin tưởng chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp mới để tiếp tục thực hiện mục tiêu giai đoạn 2016-2020 rất cao là 50% số xã chúng ta phải đạt tiêu chí nông thôn mới với một cái chất lượng cao hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng với một sự quyết tâm chung đó, với sự đồng lòng của các cơ quan truyền thông, của các bộ ban ngành trung ương, cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện được mục tiêu đó mặc dù trong hoàn cảnh rất khó khăn. Lần đầu tiên là chính phủ, các bộ ban ngành đã thể chế hóa, lượng hóa thành 19 cái nhóm tiêu chí. Đây là vừa là cơ sở phấn đấu, vừa là cơ sở kiểm tra, vừa là cơ sở để thực hiện các chính sách cụ thể của chúng ta. Đặc biệt thứ ba, đây là một phong trào phát động sâu rộng trên tất cả hơn 9.000 xã, trên 700 huyện của 63 tỉnh thành, nói tóm lại là toàn bộ khu vực nông thôn của Việt Nam và khoảng 70-75% diện tích lãnh thổ. Mỗi đặc điểm tư, chương trình này được phát động đúng lúc mà tác động cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động rất lớn đến Việt Nam, cùng với những khó khăn thách thức nút thắt về kinh tế chúng ta chưa giải quyết được. Do đó khi chương trình ban hành, bạn bè quốc tế và kể cả một bộ phận của chúng ta không tin Việt Nam có lực làm được chương trình. Đây là cái đặc thù xuất phát điểm của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cho đến giai đoạn 1 qua 5 năm, từ 2010 đến 2015, bằng sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của cả toàn dân, chúng ta đã tìm được cách đi riêng rất sáng tạo trong một bối cảnh khó khăn như vậy. Nhưng kết thúc năm 2015, chúng ta đã đạt được những kết quả nền tảng. Kết quả thứ nhất là chúng ta đã chuyển được nhận thức. Cả hệ thống chính trị, toàn dân xác định đây là một cái nhiệm vụ quan trọng, và người dân xác định đây là nhiệm vụ của mình, cho mình, và đã đón nhận nghị quyết này là một trong những nghị quyết, số ít nghị quyết mà cùng một lúc đồng lòng toàn xã hội, toàn dân hưởng ứng.